chân muôn chung, trời ơi tôi chẳng muôn chung một nhà. Sinh viên tứ phương như quý sứ, mai tôi lên phường. Hôm nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chiến giờ hơi, tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương thì che ai chẳng ước mơ phi thường. Tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Mang nhiều mộng mơ dù nay có xa ngang xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những tham vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cậu và cô đừng có để tôi lưu ý. Các cô cầu nghịch pha bài ra đúng chiều. Oh yeah! Cuộc sống sinh viên ở xa nhà thì tiếng ca là những món quà, và vẫn chẳng không quên rằng lòng mình còn bao nhiêu là những hoài bão. Dù khó khăn hay cất tiếng cười, để khắc ghi ngày vui trong đời, cùng bước đến tương lai, ta sẽ nhớ mãi tháng năm hôm nay. Cái bình cổ mày lấy đâu ra vậy? Thì cái bình cổ đó tao nhờ thằng bạn ở chung phòng của tao á kiếm giùm. Ai biết nó kiếm cái bình mà tào lao không à. Chả hiểu kiếm đâu luôn. Hay quá. Kiểu này á là nhóm mình á phải đổi đề tài thôi. Chứ vậy sao làm đây? Khó lắm mày ơi, mình đã hứa với cô mình phải làm chứ sao bỏ được. Cái đề tài này á là cái bình cổ là chính. Mà bây giờ á không tìm ra được cái bình cổ thì làm cái gì hả? Kẹt. Dạ. Ủa cô, em tính qua mặt cô à? Em tìm bình cổ ở đâu ra vậy? Làm bất cứ cái chuyện gì phải bỏ tâm vô đó. Làm ổng tả như vậy á thì các em nghĩ đi, nền điện ảnh nước nhà mình á nó sẽ đi về đâu? Ồ cái gì mà ổng, các em cũng vậy đó. Dạ em biết rồi cô. Rồi em xin cô cho em thêm một tuần nữa nha. Cô cho em 10 ngày luôn đó, nhưng phải làm cho đúng, không được sai, được không? Dạ, chú nghĩ sao về tin đồn ngôi nhà mình bị con A ma ám à? Đứa khốn nạn nào nó đồn tầm bậy tầm bạ. Nhà tôi ở từ đó đến giờ có bao giờ có ma cỏ gì đâu. Đêm nào tôi cũng đi vòng vòng trong nhà hết, không bao giờ tôi thấy con ma nào hết. Những cái lời đồn là cái lời đồn thất thiệt. Nhưng mà hiện tại ngôi nhà của chú á đang là một hiện tượng trên mạng xã hội. Chú có thể nói điều gì về nó không? Sẵn qua cái phóng viên ở đây với lại qua những cái máy camera quay hình tôi truyền lời tới những cái đứa nào mà tung cái lời đồn thất thiệt đó lên mạng là tụi con ơi, tụi con nghiệp nặng lắm tụi con, rồi có ngày nghiệp quật tụi con nghe. Chú nói cho tụi con nghe, rồi sẽ có ngày nghiệp quật tụi con. Người ta làm ăn nó đồn chỗ này chết. À, điều gì khiến chú quyết định mua ngôi nhà này với cái lời đồn thổi như vậy ạ? Chẳng giấu gì anh là tôi đã mua cái nhà này rất là lâu rồi. Xong rồi tôi ki cốp, tôi mới xây lên từng viên gạch trong đây. Là tôi vừa mới là mở cửa ra để mà cho thuê phòng trọ thì nó đồn có ma là tôi ế luôn tới giờ. Dạ, chào mọi người nha. Cái bình này nó nằm ở chỗ nào được ta? Ủa ba, sao vậy ba? Ba bị gì vậy ba? Ba muốn khóc mà khóc không được con à. Trời, mà có chuyện gì hả ba? Rồi sao tiện ba để cái bệnh ở đây? Nãy em tưởng ba đem đi tặng ta rồi mà. Ba không dùng nữa đâu, con cứ xài đi. Trời ơi, ba cho con thiệt hả? Mà nãy con nhớ là ba nói con không được xài cái này mà. Cái này in my heart gì mà ba. I'm great my heart. Uống cà phê sữa, phải uống bằng ly này mới ngon nè. Dở với tị á, ly này mới đúng nè. Ông đó nghe, ông ném về quỷ sứ đó nghe. Suốt ngày làm như là không có giỡn, chịu không nổi hay sao vậy? Ủa thôi,
Anh tặng em hả? Ừ. Đi cũ muốn chết cũng đem tặng. Giận á. Có bao giờ thằng Bảo Bùng này đi tặng đồ cho người khác không? Cái này á, cái ly này là cái ly giống như cái ly gia bảo trong nhà vậy đó. Ghê vậy? Ừ, từ thời của ông cố tổ tôi là ông đã xài cái ly này rồi, là truyền xuống cho ông tổ, rồi ông cố, rồi ông ngoại tôi đó. Đưa, nói chung đưa gia đình anh xài lại đi. Nghe cái là hết muốn nhận luôn á. Giỡn hoài là ngày xưa là có một cái vị quân vương nào của Pháp á, Napoleon đó, là ông uống cái ly này nè, rồi xong rồi cái ông cố tổ tôi ngày xưa là đi rửa ly cho ổng đó, rồi cái thấy đẹp quá rồi chôm về đó. Ờ vậy hả? Ừ. Hèn chi cũ quá rồi cũ rồi vậy mà cái này là tình cảm người ta trong đó mà không nhận, kỳ ghê. Cà phê là nó xuất xứ là phải uống bằng cái ly bằng này nè. Được rồi. Ừ. Nói chứ anh tặng là em vui mà. Em đổ cà phê vô đây nha. Đúng rồi, đổ vô đi. Đổ nè. Nó ngày nào em cũng uống hết trơn á. Trời, cái tay mà cầm ly cà phê rồi để cái môi vô cái này. Ôi trời ơi, đẹp quá. Cái môi gợi cảm liền nha. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, cái ly thích quá à. Mà bây giờ có ngày nào mà uống cà phê là tự nhiên cái nhớ cái bản mặt anh nằm trong cái ly này nè. Thôi bà ơi, bà với Vũ không tới đâu đâu bà ơi. Dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng bà vẫn vững như kiên ba chân. Đi đâu vậy? Anh đang kiếm đồ, anh làm rớt đồ. Anh làm rớt đồ gì trong cái nhà kho của ba em? Đi ngang làm rớt đồ trong nhà kho. Anh đi ngang làm rớt đồ trong nhà kho à? Lý do thuyết phục quá. Tự nhiên quá, không hề sắp đặt, không hề gượng gạo gì hết. Vung tay nó. Vung tay nó rớt vô trong nhà kho đóng cửa luôn. Không, lúc cửa đang mở nên nó văng vào. Wow, cái cửa nhà kho này mở rồi nó bay vào hả? Anh tính ăn cắp gì của ba em? Bảy, anh đâu có ăn cắp đâu, anh rớt đồ, anh đi kiếm đồ của anh. Cái mặt của anh rất là gian. Anh tính ăn cắp đồ gì của ba em nói đi. Không, anh đâu có ăn cắp gì đâu, trong này nhà kho mà. Nói thiệt không thôi kêu ba. Ê, không, đứa, đứa. Ba. Nói thiệt. Anh tính kiếm cái bình cổ này nè. Ủa, cái bình này của ba em á? Đúng rồi. Nghe. Lấy đi. Trời, cảm ơn em nha. Có gì đâu. Trời, em thấy cái bình cũ xì nó có gì đâu quý. Tự nhiên cái ba hả cứ cất tối ngày. Em mà lấy ra em mượn em làm bài tập đó. Thiệt á hả? Ờ. Dạ, anh mượn được đúng không? Ủa, anh lấy bình thường thì có gì đâu. Chắc ok đúng không? Ok ok. Chuyện nhỏ mà. Đi đi. Xíu nữa bể rồi. Ai cho con một cái bình này? Dạ Khải. Con đừng giải thích nữa. Có đọc câu chuyện Nỏ Thần chưa? Đừng là người rải lông ngỗng cho địch tới hại cha mình. Con không phải Mỹ Châu đâu Phụ Dương. Im đi. Không cho mượn. Chú, nhưng mà con thấy ba cho con mượn làm bài tập được thì cho anh mượn. Dạ, chứ có dạ, gì đâu dạ, mà dạ. Khó khăn. Còn cái thằng này nó lấy đi ra ngoài đường quay phim, quay này quay kia, lỡ bể thì sao? À, dạ chú ơi, nhưng mà chú tin tưởng con đi. Nhà cũng có điều kiện mà lỡ hư ba con đền cho chú. Cái này không phải là giá trị bằng tiền. 50 tỷ trả tôi không bán, tôi nói cho cậu biết. Tôi nói cho cậu biết, đây là một cái bình cổ rất quý. Ngày xưa ông cố tổ của tôi là một thái giám phục vụ trong triều đình, do tận tâm phục vụ cho vua, được vua tặng vô cái bình này. Thái giám sao có ba?
Hồi đó ai kể cho tôi nghe câu chuyện vậy đó. Nói chung là ông cố tổ của ba ngày xưa làm trong triều đình đó. Cái bình này rất là quan trọng. Đây chính là bình đựng nước thải của nhà vua đó. Thấy nó và thấy vua. Hoàng thượng! Mày điên hả? Đừng có diễn xấu với tao. Không có cho mượn đâu. Cho mượn gì? Quên chuyện đó đi. Ba. Mày chú. Nè, từ nay về sau, đồ trong nhà không được quyền tự ý lấy. Còn con nữa, nhớ đừng bao giờ để người ngoài đụng vô đồ của gia đình mình. Biết chưa Mỹ Châu? Phụ vương! Chú! Phụ vương! Anh mua cái bình khác đi. Phải đúng nó mới được. Được rồi, em có cách. Tiền trong tay không tiền đời mấy ai thương. Tiết kiệm tiền bỏ vào ngoài. Kêu vú làm rồi sao vú làm được? Không được đâu. Không phải, vú không giúp là không ai giúp. Đúng được rồi đó vú, chỉ có một mình vú có khả năng đó thôi. Tôi là còn Trinh Nguyên trong trắng đó, có ai dụ tôi được lắm. Không phải, cái này vú giúp tụi con thôi mà có làm gì đâu mà Trinh Nguyên trong trắng. Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi ba tụi con giận rồi chửi gì sao? Trời ơi, không có, đúng rồi đó, yên tâm, không có. Ba của con là không bao giờ giận vú. Phải không đó trời. Biết rồi lúc đó giận tôi thì sao? Nếu mà có giận con lại con năn nỉ giùm vú. Tụi con chịu trách nhiệm hết. Hai vô. Rồi bây giờ hai người muốn tôi giúp cái gì? Ok. Trời ơi, ta nói cái trái dừa này nó ngon mà nó ngọt gì đâu á. Anh dừa kìa, nó đỏ. Anh ăn miếng đi cho nó mát. Đang tính xổn. Ngày nào cũng tính hết trơn á. Thư giãn đi. Ăn cho nó ngon miệng. Ngon ha anh ha? Ngọt ngay luôn. Nghe nói Kiệt nó định mượn anh cái bình cổ gì nó quay phim đúng không? Trời ơi dễ gì cho. Không nha, tuyệt đối không cho nha. Mượn rồi lỡ bể rồi đền làm sao? Nó kêu em tới năn nỉ anh đó hả? Nói thẳng luôn, không bao giờ. Nó có nói với em. Nó kêu nói lại với anh. Nhưng mà em chưa có nói. Đó, vậy được. Phải binh vực anh. Mấy cái thằng đó nó ẩu tả, nó làm hư, không có tiền đâu đền. Đồ quý của người ta mà. Thì đó, em biết cái đó cái quý của anh mà làm sao giờ em cũng dám mở miệng em nói với anh luôn á. Nhưng mà giờ em nghĩ vậy nè, không lẽ giờ cái bình đó, đúng không, nó đã để ý rồi. Không lẽ giờ đi đâu anh cũng ôm theo. Đâu có được. Đúng không? Đúng rồi, chứ để hở là nó lấy liền. Mà giờ ông đi đâu cũng ôm. Bây giờ làm sao? Em có cách này nè. Bây giờ anh kiếm một cái tủ nào gì, anh khóa riêng anh cất. Đừng có cho nó thấy nha. Anh đừng có lấy ra lấy vô gì hết trơn á. Anh cứ để y nguyên trong đó luôn nha. Nếu mà nó biết chỗ anh cất là nó lấy đó. Có nghĩa là giờ mình giấu vô tủ. Ừ. Xong rồi mình bí mật, mình không được lấy ra lấy vô gì hết, để mất công nó để ý. Đúng rồi. Hay quá ta. Anh thấy em thông minh không? Cứ
Ê! My Châu ơi, đừng bức lông ngọng. Kẻ địch sẽ hại ba đó con ơi. Trời đất ơi, Thái ơi, cho ba coi chương trình khác được không? Cái gì đâu mà sao mà nhạc thì phải hát chứ sao mà nó độc không vậy? Trời, rap của người ta. Thôi cô không hợp với này quá. Sất vải á. Cô thời sự còn hay nữa. Sáng nay, đoàn khai quật tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra một kho đồ cổ rất quý, được chứa dưới chân nhà thờ Đức Bà. Đây là kho đồ cổ rất đồ sộ, được đánh giá là từ thời Pháp và thời Lý. Ba! Ba! Bây giờ hết hồn hết chứ mày? Con này giật mình rồi. Đang coi hay chết phải đâu vậy? Đi đâu kệ tôi, đi đâu tôi phải thông báo hả? Thôi, đang ba mê đồ cổ coi đi kìa. Ba đồ cổ này mê coi thôi chứ coi trên TV đâu sướng. Tôi có đồ cổ của tôi vô tôi thăm lâu. Con biết rồi để con đi lấy cho. Thôi. Chìa khóa tôi giữ, mấy người làm gì mấy người biết mấy người lấy. Thì đưa đây nè. Thôi vô mở ra xong rồi tôi ngồi đây tôi nghe tiếng xoảng. Trời ơi, lúc đó tim tôi vỡ vụn liền. Mấy người là con làm sao tôi giận mấy người được. Ba sao ba không tin tưởng con vậy? Con là kiểu mà cẩn thận. Thôi, từ nhỏ đến giờ tôi thay không biết bao nhiêu món đồ trong nhà rồi. Nhưng mà cái đó là cái bình cổ con rất là trân trọng. Không. Con giúp đỡ ba. Thôi, để đó. Con biết là ba đúng. Cái thú của cái người có đồ cổ là gì biết không? Được cầm nó, nhìn nó, xăm soi nó. Để con bưng ra cho ba xăm. Thôi khỏi, để tôi vô à. Ba ơi, ôi cái ông Kiệt này nói trả cái bình cổ về sớm đi mà sao mà không trả đây bây giờ. Ba ơi, quay cho ba ơi. Trời đất ơi, hết hồn hết vía, cái chuyện gì vậy? Dạ có chuyện gì đâu ba. Ông chuyện của ông ta mà tự nhiên. Đẹp ghê. Cái này mới... Ủa? Không biết thưởng thức đồ cổ. Em nói rồi. Ủa? Ông kiếm gì vậy? Cuối cùng tôi cũng kiếm được một món đồ cổ trong nhà của tôi rồi. Trời đất ơi, cái này mà đồ cổ hả? Ê, đừng có giỡn nha. Nó mà là đồ cổ thiệt là mình kiếm nhiều tiền lắm á. Quý lắm. Trời ơi, nhìn đi. Mà anh nghĩ sao mà trong nhà này có đồ cổ trời? Trời ơi, mà có biết là những cái chén, những cái bát này là từ đời ông cố nội, ông cố sơ tôi để lại mà nhà tôi xài đồ kỹ lắm, có truyền thống giữ đồ. Phải ông đó ông ơi, ông hù tôi hoài à. Tôi nói thiệt. Cái này mà là đồ cổ thiệt là tôi chết liền á. Đừng có giỡn, mình mắt thường không thể nào biết được đâu. Nhưng mà tôi nhìn, theo kinh nghiệm của tôi nhìn là tôi biết cái này đồ cổ. Mà trong gia đình mình đã tìm ra một món đồ cổ rồi thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều món đồ cổ khác. Nhà đồ cổ. Biết đâu cái ly này cũng là đồ cổ, nhưng mà mình lỡ tặng rồi, làm sao lấy lại đây? Ông đang suy nghĩ gì vậy? Không, chờ một chút. Ông này thiệt à. Khi không rồi tự nhiên bữa nay đi xuống rồi đi kiếm cái nhà đồ cổ. Ông làm như là đồ cổ là dễ mua mà ông thì kẹo muốn chết luôn ở đó đồ cổ. Biết em thích màu trời, anh đã bồi hồi lửa cái ly ở trong màu xanh.
Em không thích màu xanh. Nhưng trời mà... chứ có ly lì rồi, lấy ly đó làm chi nữa. Ly xấu quá, cái ly này mới đẹp mà. Cái ly này cầm nhìn nó sang hẳn ra. Không phải, tại uống cái ly này quen rồi. Ly nào uống từ từ thì cũng sẽ quen. Cầm thử cái ly này coi, cầm thử đi. Đây nè. Nghe lời tôi cầm thử. Đây nè, cầm. Quá sang luôn. Cái ly này quá sang. Không, cái ly này nó vẫn là ở bên tôi. Vì tôi uống cái ly này quen, ngày nào mà tôi không uống ly này là tôi ngủ không được. Thông cảm giùm nha. Cái ly đó có thuốc ngủ ở trong hay sao mà uống ngủ không được. Thôi tại tánh tôi vậy đó. Đổi ly đi. Thôi, là ý ông nói cái này đồ cổ thiệt đúng không? Tôi nghi ngờ thôi. Ở trong nhà này không có cái gì đồ cổ hết trơn á. Chỉ có một món đồ cổ mà quý nhất mà ông không biết đó thôi. Ở đâu? Bà chỉ tôi đi. Ông đó. Ông đó. Đồ cổ hả? Ông là đồ cổ đó. Vậy mà cũng không biết nữa. Cái công 13 cái này đồ cổ. Thiệt tình tôi mà làm đồ cổ chắc tôi bán tôi luôn quá. Có tiền người ta để dành, người ta lo cho cuộc sống của người ta, để sau này bệnh hoạn còn có tiền thuốc, còn chết cũng còn có tiền chôn. Chứ đừng có nói sống mà không cần tiền. Có nhiêu tiền xài hết tới lúc chết không có tiền mua hòm đó. Cái gì mình cũng hạp, như riêng vấn đề về tiền bạc. Cái mơ ước của em á, mà em nói cho anh đem hết bệnh hoạn chết chóc, đào mồ cuốc mã, anh muốn nằm dưới hòm anh mới chịu hay sao? Em muốn đi châu Âu để em nhìn cái cảnh của châu Âu. Bây giờ anh miễn sao anh đi châu Âu, anh đi nước nào em cũng vui hết trơn á. Rồi đi. Rồi đi nha, hứa nha. Đi châu Đốc. Chết mà chưa kịp lấy bà nào hết. Đau khổ thiệt chứ. Giờ phải giết Di Chúc. Ơi, quay qua quay lại là gần đất xa trời thiệt chứ không chơi đâu nha. Nè, người ta nói gần đất xa trời á là mình phải sống cho càng sống cho bản thân mình, hiểu chưa? Mình chết mình đâu có mang theo được cái gì đâu, đúng không? Ông á, tao thấy già cửa cũng được rồi, con cái rồi, lo cho bản thân mình, chẳng hạn như là cưới vợ chẳng hạn, đúng không? Phải cưới vợ, phải cưới vợ, cưới vợ. Ông đang bị gì ta? Chung trời ơi, tôi chẳng muốn chung một nhà. Sinh viên tứ vương nhìn như quý sứ, mai tôi lên phường. Hồi nào ngày đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, toàn chuyện giờ hơi. Tôi chẳng thể hiểu sao mình sống ở đây. Sinh viên dễ thương, tuổi trẻ ai chẳng ước mơ phi thường. Tin như thế thôi, rồi mai ta sẽ nhớ nhau cả đời. Anh dung dung từ tàu tàu. Mang nhiều mộng mơ dù này có sáng ăn xôi, chiều mi gói vẫn luôn mang trong tim bừng cháy những khát vọng. Tháng này tôi còn chưa thu phí, cầu gia cô đừng có để tôi lưu ý. Các cô cầu nghịch pha bài ra đủ chiều. Oh yeah.